Và Nhật Linh hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn về số câu hỏi như thế nào. Em xin chọn 2 câu 20 điểm ạ. 2 câu 20 điểm chúng tôi đã nghe rất rõ lựa chọn của Nhật Linh rồi và chúc bạn thành công với lựa chọn này. Câu hỏi đầu tiên sẽ có giá trị 20 điểm với nội dung như sau. Một chiếc máy bay chuyển động phải chịu tác động của 4 lực, lực kéo, lực nâng và 2 loại lực nào nữa? Chúng tôi chưa nhận được câu trả lời của Nhật Linh và xin mời các bạn còn lại. Mời Đăng Lộc. Câu trả lời của em là trọng lực và phản lực ạ. Một chiếc máy bay chuyển động sẽ phải chịu tác động của 4 lực bao gồm lực kéo, lực nâng, lực cản của không khí và lực hấp dẫn. Và rất tiếc là Đăng Lộc cũng không ghi được điểm trong câu hỏi vừa rồi. Sau đây sẽ là câu hỏi thứ 2 trong phần thi về đích của bạn Nhật Linh. Tại sao phần lớn các xe bồn chở xăng, dầu thường được sơn vỏ bằng các màu sáng? Em và chị, câu trả lời của em là bởi vì các màu sáng sẽ hấp thu nhiệt ít hơn là các màu tối và nó sẽ tránh được cái tình trạng phát nổ hoặc là phát cháy ạ. Vâng, đáp án chính xác của chúng tôi trong câu hỏi này đó chính là do xăng dầu dễ cháy nổ khi gặp nhiệt độ cao. Lớp vỏ sáng màu giúp phản xạ tốt các tia nhiệt, hạn chế hấp thụ nhiệt từ bên ngoài vào gây nóng bồn chứa xăng dầu. Và câu trả lời của Nhật Linh được chấp nhận. Xin chúc mừng bạn. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của Nhật Linh rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Sau phần thi về đích thì bạn Nhật Linh của chúng ta đã dành cho mình 250 điểm. Và thí sinh tiếp theo sẽ tham gia phần thi về đích là bạn Hương Giang với số điểm 190. Xin mời bạn tiến lên phía trước. Em xin gọi chọn gói câu hỏi là 20 và 40 ạ. 20 và 40. Câu hỏi đầu tiên của bạn sẽ có giá trị 20 điểm. Bạn có lựa chọn ngôi sao Hy vọng không? Em không ạ. Vâng. Câu hỏi của Hương Giang sẽ là một câu hỏi thí nghiệm hóa học tại trường quay. Và xin được mời anh Nguyễn Gia Huy đến từ câu lạc bộ hóa học Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ ra sân khấu ạ. Xin mời anh. Chào anh Huy, hôm nay thì anh Huy có thể chia sẻ là anh đã mang tới trường quay những đồ vật gì không ạ? Thưa các bạn thí sinh, hôm nay mình mang đến cho các bạn những quả trứng. Bây giờ tôi sẽ luộc 4 quả trứng này. Sau đây tôi sẽ đổ một chất lỏng rất dễ kiếm ở trong nhà bếp của các bạn vào. Mình luộc trứng xong thì mình sẽ phải lấy trứng ra và mình ăn đúng không ạ? Thì sau đây mình sẽ bóc quả trứng này. Các bạn đã thấy là khi mà tôi đổ thêm chất lỏng này vào thì quả trứng dễ bóc hơn. Các bạn hãy cho biết chất lỏng này là gì và giải thích vì sao khi tôi đổ thêm chất lỏng này vào thì quả trứng sẽ dễ bóc hơn. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Chất lỏng là giấm ăn và do có tính khử nên quả trứng sẽ dễ bóc hơn. Câu trả lời chưa được chấp nhận. Vâng, và xin mời các bạn thí sinh còn lại. Tín hiệu từ Đăng Lộc. Chất lỏng đó là giấm ăn. Và do khi ta cho giấm ăn vào trong trứng thì vỏ trứng với bản chất là CaCO3 sẽ bị phân hủy bởi giấm ăn. Và từ đó sẽ quả trứng sẽ dễ bóc hơn ạ. Câu trả lời được chấp nhận. Câu trả lời này đã được chấp nhận. Vậy đó có nghĩa là Đăng Lộc đã giành thêm điểm cho bản thân mình. Chúc mừng. Đáp án đầy đủ câu hỏi này là chưa hết. Chất lỏng tôi có ở đây là giấm ăn. Thành phần chính của vỏ trứng là canxi carbonat. Dưới tác dụng của axit acetic trong giấm ăn thì canxi carbonat bị phân hủy. Do đó là vỏ quả trứng mỏng đi và chúng ta dễ dàng bóc được quả trứng hơn. Cảm ơn anh Huy rất nhiều vì đã đem lại một kiến thức hóa học rất là hay. Vâng, bây giờ thì Hương Giang sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của mình có giá trị 40 điểm đúng không ạ? Và bạn có lựa chọn ngôi sao Hy vọng không? Em không ạ. Vâng, câu hỏi của bạn như sau. Vở kịch nào được tác giả Lưu Quang Vũ viết dựa theo chuyện dân gian, từng là hiện tượng tại Liên hoan sân khấu thế giới tại Moscow với những thông điệp đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị, hãy sống bằng chính giá trị bản thân là chính mình.
đã hết thời gian suy nghĩ và trả lời cho Hương Giang. Cơ hội dành cho các bạn thí sinh còn lại. Như vậy là không có tín hiệu nào được đưa ra. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi vừa rồi đó chính là hồn chương 3 da hàng thịt ạ. Rất tiếc là Hương Giang chưa trả lời được câu hỏi này, nhưng mà không sao cả, bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Chúc mừng bạn. Em cảm ơn. Người tiếp theo đến với phần thi về đích đó là bạn Đăng Lộc. Xin mời. Đăng Lộc thân mến, hiện tại bây giờ thì bạn đang có số điểm là 160. Hãy cho chúng tôi biết sự lựa chọn của bạn. Em lựa chọn một câu 20 và một câu 40 điểm. Chúng tôi ghi nhận một câu 20 điểm và một câu 40 điểm. Sau đây sẽ là câu hỏi 20 điểm dành cho Đăng Lộc. Xuất phát từ niềm cảm hứng khoa học nào, tác giả Chế Lan Viên đã viết nên những câu thơ tình sau? Phải đâu cứ táo dụng là tìm ra quy luật, anh dễ gì thành được. Hút về em đâu phải hút về trái đất, dụng hết cây tình yêu chưa hiểu hết tâm hồn. Em ơn chị, câu trả lời của em là định luật Newton ạ. Lực hấp dẫn của Newton ạ. Bạn Đăng Lộc đã thay đổi câu trả lời của mình ở những giây cuối cùng. Và những thay đổi đó đưa đến một câu trả lời chính xác. Chúc mừng Đăng Lộc. Bây giờ thì Đăng Lộc sẽ đến với câu hỏi có giá trị 40 điểm của mình. Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng ạ. Vâng, chúc bạn thành công. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hey Anya, I'm going out to the supermarket in a few minutes. Do you need me to pick anything up for you? Oh, perfect timing. The batteries in my TV controller just died. Could you get me some more? Yeah, no problem. Be back soon. Thank you. What item did I ask for? TV control. TV control. Đã hết thời gian suy nghĩ và trả lời dành cho bạn Đăng Lộc, cơ hội dành cho các bạn còn lại. Chúng tôi chưa nhận được tín hiệu trả lời từ các bạn thí sinh còn lại. Đăng Lộc thân mến, bạn đã nghe được những gì từ đoạn băng vừa rồi? Em có nghe hai thầy cô có nói chuyện với nhau và thầy thì có đi đến siêu thị để mua một ít đồ và hỏi cô là có cần mua đồ gì không, và em nghe thấy là thứ gì mà đang được nhắc đến ở trong lời của cô nói thì em nghĩ là TV control, điều khiển TV ạ. Với cái lời diễn giải vừa rồi thì thực ra bạn Đăng Nhật đã nghe gần chính xác. Đoạn băng vừa rồi hai thầy cô có trò chuyện và thầy có hỏi là cô có muốn mua gì không khi tôi đi siêu thị, thì cô có trả lời là điều khiển TV của tôi đã hết pin rồi cho nên tôi cần mua pin. Và đáp án chính xác của câu trả lời này phải là batteries. Rất tiếc cho bạn Đăng Lộc nhưng mà không sao cả. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và Tuấn Phong sẽ là người khép lại phần thi về đích của chúng ta ngày hôm nay. Bạn đã sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng ạ. Xin mời. Em chọn gói 20-20 ạ. Hai câu hỏi có giá trị 20 điểm và chúc bạn thành công với lựa chọn này. Câu hỏi đầu tiên của bạn sẽ có nội dung như sau. Tại sao khi để ngọn nến đến gần là cồn đã bắt cháy? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Đăng Lộc. Em thưa anh, câu trả lời của em là do cồn có khả năng bay hơi, mà hơi cồn có thể cháy ạ. Nên khi ta đưa ngọn nến đến gần thì hơi cồn đã cháy ạ. Và do đó thì cồn cũng bắt đầu cháy.
Vâng, chúng tôi vừa kiểm tra câu trả lời của bạn Đăng Lộc với cố vấn hóa học của chương trình. Và đáp án chính xác của câu hỏi này là vì cồn là chất dễ bay hơi. Các phân tử cồn trong hơi cồn được ngọn lửa nung nóng nên bắt cháy. Và đáp án của Đăng Lộc được chấp nhận. Xin chúc mừng Đăng Lộc. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai dành cho bạn Tuấn Phong. Câu hỏi có giá trị 20 điểm. Câu hỏi như sau. Thầy giáo viết lên bảng các chữ số 0, 4, 5, 2. A băn khoăn có thể viết được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 từ các số đã cho. Bạn hãy giúp A. Tuấn Phong chưa đưa ra câu trả lời, cơ hội dành cho các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Đăng Lộc. Câu trả lời của em là 12 ạ. Câu trả lời bạn Đăng Lộc đưa ra là 12. Tuy nhiên rất tiếc đây chưa phải là câu trả lời chính xác của câu hỏi này. Đáp án của chúng tôi được đưa ra đó là 4 số. Với câu hỏi vừa rồi thì chúng ta có thể suy luận như sau. Số lẻ và chia hết cho 5 thì tận cùng bằng 5. Vậy ta có 2 cách chọn chữ số hàng trăm, 2 cách chọn chữ số hàng chục, 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị. Suy ra chúng ta có phép tính 2 x 2 x 1 bằng 4 số. Và đó là những con số 245, 425, 205 và 405. Đáp án là 4 số. Tuấn Phong đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin mời bạn về vị trí và bạn có thể nghỉ ngơi nhé. Như vậy là cả 4 thí sinh đều đã về đến vạch đích rồi. Chúng ta hãy cùng xem họ sở hữu bao nhiêu điểm sau cuộc thi ngày hôm nay. Nhà leo núi đầu tiên của chúng ta, bạn Đỗ Tuấn Phong đến từ trường Trung học phổ thông Đống Đa, Hà Nội đang dành cho mình 40 điểm. Bạn Nguyễn Nhật Linh đến từ trường Trung học phổ thông Thạch Thất, Hà Nội giành được 250 điểm. Về nhì với 170 điểm là con số của bạn Lưu Hương Giang đến từ trường Trung học phổ thông Thăng Long, Hải Phòng. Đến từ trường Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan, Hà Nội, bạn Nguyễn Đăng Lộc giành được 150 điểm. 4 thí sinh xuất sắc nhất. Muốn giang tay ra. Sẵn sàng kết liễu 3 chàng trai còn lại. Đã giành giật không chỉ từng phút, từng giây. Tức là 224 ạ, công tác trong nước. Mà còn tính cả từng tích tắc nữa. 2, 3, 7, 8. Nắm trong tay Giang Sơn thì phải làm như thế nào? Nhưng mà như thế là phạm vào một cái điều. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng thở dài rất là hồi hộp của các bạn thí sinh. Cũng đang hơi hấp hối anh ạ. Không sao. Và vòng nguyệt quế của quý tháng đầu tiên. Một lần nữa xin chúc mừng cả 4 nhà leo núi của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời các bạn sẽ tiến về phía trước để có thể nhận giải. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần ô tô Trường Hải, ông Phạm Viết Lương. Và xin kính mời ông Phạm Viết Lương sẽ trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Vâng, trân trọng cảm ơn ông Phạm Viết Lương.